Rồi, đây mọi người. Một em cá lau kính. Có phết. Wow. Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Nhật ký nông dân của mình. Đầu tiên thì mình chúc mọi người sẽ có một ngày mới vui vẻ và có những phút giây thư giãn khi xem video của mình. Và như tiêu đề thì hôm nay mình sẽ bắt cá ở dưới cái tảng đá này nha mọi người. Hôm nay mình đi bắt ốc ở dưới mấy cái vũng này này mọi người. Đó. Trong lúc bắt thì mình đã phát hiện ra hình như có cá ở dưới cái tảng đá này nha mọi người. Thấy nó quậy rất là ghê luôn. Đó. Giờ nước nó rút hết rồi đấy mọi người. Là bọn nó sẽ lúc vào mấy cái tảng đá gì đó. Đấy, nó ở dưới này nha mọi người. Thì rất là bướng luôn. Cái này thì hơi tối mọi người. Đó. Mình thấy tụi nó quậy trong này rất là nhiều luôn. Để mình lấy cái cây mình chọc vào thử nhá. À, mình nghe thấy tiếng rồng. À, mình rất là sâu luôn. Phía ngoài này nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ giăng lưới ở ngoài này nhá. Rồi lùa tụi nó ra. Chứ hang này sâu lắm, mình thò tay vào chắc cũng không tới được. Ok, bây giờ thì mình sẽ giăng cái lưới ở ngoài này. Ok, bây giờ thì mình sẽ lùa từ trong này ra sẽ được nha mọi người. Sâu lắm. Hình như có một em đã ra rồi nha mọi người. Rồi, mình vừa thấy động ở đây xong. Hy vọng nó không chui vào lại đấy. Wow, đây rồi, đây rồi. Một bé nha mọi người. Đấy. Một em. Quá là phê luôn. Mình sẽ để nó ở đây luôn nha mọi người. Để mình lùa bên kia ra luôn. Hay đấy. Ở trong đây vẫn đang còn rồi. Đấy, được một em rồi đấy mọi người. Một này vẫn còn ngoan cố lắm. Chưa chịu ra cơ. Mấy bé này vẫn còn rất là ngoan cố lắm mọi người. Đấy, úi trời ơi. Lì ghê luôn, không chịu ra cơ. Ra đi rồi, anh đưa đi vũng nước khác to hơn. Nó lên đây luôn nha mọi người. Để mình khóa nó lại chắc mình mò bằng tay được.
tay được không? Đây là túm được cái đầu luôn. Wow. Rồi, đây mọi người. Một em cá lau kính. To phết. Wow. Lì với anh à. Đây. Đấy, cho vào hai em. Đấy, hai em ngon lành đấy. Không biết có còn em nào đâu. Có một em ra rồi. Có một em ra, em ra, em ra. Wow, không biết con chạy ra chỗ nào không biết. Wow. Đây nha mọi người. Đây. Ha ha. Một em đã chui vào rồi mọi người ơi. Đấy. Đây là em thứ ba nha mọi người. Một em thứ ba. Lì à. Lì cũng phải ra thôi. Ok, đây là thành quả trong cái bọng đá nha mọi người. Không biết có nữa không nhưng mà mình bắt được 3 con thôi. Đấy, ở trong bọng đá đấy. À, con cá đặc biệt. Cá đặc biệt luôn. Đấy. Em này hình như đang có bầu nha mọi người. Bụng rất là to luôn này. Đó. Như bụng cong. Ok, mấy em cá này chắc là mình sẽ thả nha mọi người. Ba em rồi. Đang nhỏ con thì như là mong bầu hay sao nên mình sẽ thả đi. Đây, mình sẽ thả vào cái vũng nước to hơn chứ cái vũng đó cũng gần cạn. Mấy em cá lóc kiến rất là cưng luôn. Trước thì mình có bắt được con nhỏ nha mọi người. Con nhỏ này nhìn mới đẹp. Con to này càng lớn càng xấu. Nhìn như cái tàu ngầm. Giờ thì mình sẽ cho tụi nó đi tới cái vùng đất mới này. Đấy. Wow, mạnh đấy. Đây nữa. Anh thì đang còn nhập. Em này thì đang còn bé xí. Thanh niên, anh là anh thanh niên thôi. Ok, video của mình chắc sẽ kết thúc ở đây thôi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video rất là nhiều. Chào tạm biệt mọi người nha.